Chào các bạn. Chắc có lẽ các bạn biết hôm nay tôi là con gì rồi đúng không? Tôi không biết tại sao mẹ tôi lại bỏ tôi nữa. Không lẽ tôi là sản phẩm vui chơi của bà với lại ông hàng xóm nào đó hay chăng? Thì sau khi để tôi ra làm một cái trứng rồng, một khoảng thời gian tôi cũng đã lớn lên và cố gắng đập vỡ thành trứng để chui ra ngoài. Nhưng lúc này trong hình hài của tôi, trời đất ơi, xấu quơ xấu quắc à, xấu xúc phạm người nhìn luôn á. Không lẽ đây là nguyên nhân mẹ tôi bỏ tôi hay sao? Không được, không được. Tôi phải tìm về nhà, tìm mẹ của tôi. Chứ tôi đói lắm rồi, tôi không biết ăn gì cả. Cái con xấu xí kia, lại đây biểu coi. Cho tao ăn thịt mày nha. Không, không. Đừng ăn thịt tôi sợ lắm. Có ai cứu tôi không? Cứu tôi với. Đừng lại cho tao. Mày xấu như thế này sống làm gì? Con khủng long gì đó ơi, cứu tôi với. Cứu tôi với con khủng long gì đó ơi. Có chuyện gì vậy? Con khủng long này đang ăn thịt tôi. Làm ơn cứu tôi đi. Được rồi, an toàn rồi đó. Nhưng mà nhìn ngươi nhỏ xí, chưa mọc lông tay lông chân nữa, con cái nhà ai mà sao đi lang thang qua đây? Tôi là con của rồng. Hả? Nhưng mà tôi không hiểu tại sao mẹ tôi bỏ tôi nữa. Cháu là con của rồng thật là vinh dự cho ta quá. Nhưng mà ta nghe nói thế giới loài rồng đang bị một sinh vật huyền thoại tàn sát. Hả? Có lẽ đó là lý do mẹ cháu bỏ cháu ở nơi này để cho cháu an toàn đó. Nhưng mà bây giờ cháu đói bụng quá, cháu không biết ăn gì cả. Thôi, nín đi đừng khóc. Tôi đi ngạnh ti của cô. Cô vừa mới sanh con đó, có nhiều sữa lắm. Dạ vâng, dạ vâng. Ngon quá, ngon quá. Cô thật là tốt bụng quá đi. Ê, không có gì đâu. Bởi vì loài rồng của cháu từng giúp đỡ tất cả sinh vật trong khu rừng này rất là nhiều. Chúng tôi đội ơn loài rồng lắm. Vừa mới chào đời thôi, tôi đã gặp muôn ngàn khó khăn rồi. Nhưng mà may mắn được một cô khủng long cái giúp đỡ. Cô ấy còn cho tôi bú sữa nữa. Nguồn dinh dưỡng từ sữa của cô ấy cũng đã cung cấp giúp cơ thể của tôi phát triển lớn dần, lớn dần. Từ một con rồng xấu xí nhỏ bé đã thật sự trở thành một con rồng dậy thì to bự. Wow, cháu lớn nhanh quá. Trông cháu thật là to bự. Cảm ơn cô, cảm ơn cô khủng long nhiều lắm. Một ngày nào đó con sẽ báo đáp ơn này cho cô. Thôi, con không cần đâu. Nhưng mà giờ con sẽ đi đâu nè? Con sẽ quay về quê hương rồng của mình để tìm mẹ, đồng thời giúp đồng loại của con chống lại kẻ thù. Hả? Nguy hiểm lắm. Nhưng mà thôi, giờ con lớn rồi, con tự quyết định. Dạ, chào cô, con đi đi. Hãy bảo trọng. Nhớ khi nào lấy vợ, mời cô đi ăn đám cưới nha. Mặc dù chưa phải là một con rồng trưởng thành, nhưng tôi rất là mong muốn quay trở về nhà để xem gia đình rồng của tôi có chuyện gì khủng khiếp xảy ra đến nỗi mẹ tôi phải để tôi ở một nơi xa tích như thế. Lúc này trên đường quay trở về thế giới rồng, tôi gặp muôn vàn khó khăn. Những con yêu quái ăn thịt gớm ghiếc xuất hiện ở khắp nơi. Nhưng mà may mắn, bởi vì tôi là rồng, dù chỉ là vậy thì mà thôi, những khả năng chiến đấu của tôi rất cao. Miệng của tôi cắn liên tục, đuôi của tôi quật, và những cú quào chết chóc của tôi cũng khiến cho lũ yêu quái tàn sát. Tao sẽ ăn thịt mày. Cứ như thế, từng ngày vừa đi vừa chiến đấu, tôi cũng đã trải qua rất nhiều thời gian và băng qua rất nhiều khu rừng, và cuối cùng tôi đã quay trở về quê nhà của mình. Không, sao mà nhiều xác rồng đến như vậy? Rốt cuộc kẻ nào đã gây ra chuyện đây?
Này, ông chú rồng ơi, cô rồng ơi, bác rồng ơi, ông hàng xóm rồng ơi. Chạy đi, chạy đi, mau chạy đi, giữ lại nòi giống của rồng. Ông chú rồng ơi, khi nào gây ra chuyện đây? Hãy nói cho tôi biết, tôi phải đi báo thù. Không, không được báo thù, con bạch hổ điên đó sẽ giết luôn ngươi đó. Mau lên, chạy lẹ đi. À con, hãy ăn thịt của bọn ta đi. Không, không. Thịt rồng sẽ giúp ngươi trưởng thành hơn. Rồi sau đó cấp tốc rời khỏi nơi đây, giữ lại giọt máu cuối cùng của loài rồng. Không, không, tôi không ăn thịt đồng loại đâu. Nhanh lên đi, trước sau gì bọn ta cũng chết. Nếu để sinh vật khác ăn thì uống lắm. Nhanh lên. Được rồi, được rồi. Tôi nuốt nước mắt vào trong và ăn chính thịt của đồng loại mình để gia tăng công lực và trưởng thành nhanh hơn. Nhưng mà tôi không hèn nhát, tôi không bỏ chạy trốn tránh đâu. Tôi phải đi rửa mối thù máu này cho loài rồng, giết chết con bạch hổ đáng ghét nào đó đã sát hại gia đình của tôi. Và đúng như những gì tôi đã nghĩ, cơ thể tôi lớn hơn, tôi thật thụ đã trở thành một con rồng trưởng thành. Đến lúc rồi, nợ máu phải trả bằng máu. Tôi sẽ bay khắp mọi nơi tìm kiếm tên hung thủ đã tàn sát gia đình của mình. Một con bạch hổ, chắc chắn nó là kẻ giết gia đình của mình rồi. Mình sẽ liều mạng này để lấy cái mạng chó của nó. Không. Xương của mình gãy hết rồi. Mình không báo thù được cho gia đình của mình. Đây, con rồng ngu ngốc kia. Tại sao ngươi không giữ lấy mạng của mình mà còn đâm đầu vào chỗ chết chứ? Ai vậy? Kẻ nào vậy? Ta là thần rồng. Ta thấy giống loài rồng của các ngươi bị giết chủng, ta rất đau lòng. Nhưng mà giống loài rồng của tôi đâu có làm sai gì đâu. Tại sao con bạch hổ đó lại độc ác đến như vậy? Bởi vì loài rồng của các ngươi đã cứu lấy một sinh vật, tức là con mồi của hắn, khiến hắn điên tiết và tàn sát gia tộc của ngươi. Không. Nhưng trước đây loài rồng của các ngươi từng hy sinh rất nhiều để bảo vệ khu rừng này. Do vậy mà ta nợ loài rồng của các ngươi một ân huệ. Giờ thì ta sẽ cứu lấy giọt máu cuối cùng của loài rồng. Tôi sống lại rồi. Cảm ơn người thần rừng. Cảm ơn người. Nhưng mà không lẽ tôi phải trốn chạy con bạch hổ đó hoài hay sao? Có cách nào đánh bại được nó không? Có, nhưng mà khó đây. Ngươi phải bay về Hưởng Đồng, tìm lấy Rùa Kim Quy Hiền Vũ và nhờ hắn giúp sức với ngươi thì may ra có thể đánh lại. Tôi biết rồi, tôi đi đây. Tưởng rằng tôi sắp lên đường xuống địa ngục, nhưng thật không ngờ tôi lại được thần rừng cứu một mạng. Và đồng thời ông ấy cho tôi biết được thông tin cũng như cách mà có thể đánh bại được bạch hổ độc ác kia. Tôi cũng cấp tốc bay thật nhanh, bay về Hương Đông và tìm khắp mọi nơi để mong được gặp sinh vật huyền thoại có tên là Rùa Hiền Vũ. Hả? Kìa, không lẽ nó nói sao? Một con rùa khổng lồ, trên lưng có một con rồng ký sinh. Cái gì đây? Là một con rồng à? Loài rùa của chúng ta đã cắt đứt mối quan hệ với loài rồng của chúng mày từ lâu rồi. Mày tới đây để làm gì? Nhưng mà làm ơn, hãy báo thù cho loài rồng của chúng tôi với. Loài rồng của chúng tôi bị tàn sát hết rồi, chỉ còn tôi sống sót mà thôi. Chắc có lẽ loài rồng của chúng mày lo chuyện bao đồng quá nên mới nhận hậu quả như ngày hôm nay. Nhưng mà đáng đời, mau cút đi, đừng có mơ mà tao giúp đỡ. Không, gia đình của chúng tôi luôn giúp đỡ những sinh vật khác. Tại sao ông lại ghét chúng tôi đến như vậy? Tại vì trong bốn linh vật, loài rồng các ngươi luôn đứng đầu, luôn nổi tiếng, luôn được sinh vật khác yêu thích. Còn Hiền Vũ bọn ta thì luôn bị ghét, khiến cho bọn ta rất khó chịu. Ngày hôm nay gia đình rồng của các ngươi gặp chuyện, ta mừng còn không kịp nữa, ở đâu mà giúp các ngươi? Tôi được rồi,
Ngươi không giúp thì thôi. Con rồng khốn kiếp cuối cùng đó, phải tìm cách giết nó luôn, để loài rồng bị diệt chủng. Chết tiệt, chết tiệt. Mình không thể nào nhịn được nữa rồi. Con rùa hiền vũ này thật thâm độc. À, thế thì sao? Mày định giết tao à? Một kẻ yếu đuối như mày có thể làm được gì tao? Sao? Cái mày của hắn chắc chắn quá, che hết cơ thể của hắn rồi. Đúng rồi, cái hậu môn của hắn, mình sẽ cắn vào đó. À, mày làm cái gì vậy? Cái chỗ đó là chỗ tao đi toilet vô bẩn mà mày cũng cắn à? À, đau quá, đau quá, mau thả ra. Hắn chảy máu rồi, hắn chảy máu rồi. Chết đi, chết đi. Nó phát hiện ra điểm yếu của cơ thể mình rồi. Mình cảm thấy có gì đó dâng trào trong cơ thể của mình. Cơ thể của mình không lẽ trở thành thần rồng siêu cấp rồi hay sao? Trời đất ơi, ba chay bộ chết. Hay lắm, hay lắm. Đến lúc mình phải đi rửa mối thù của loài rồng rồi. Không biết cơ thể này mạnh lên bao nhiêu, có vượt trội so với con bạch hổ độc ác hay không. Nhưng lần này tôi lại liều mạng một lần nữa, hy sinh tính mạng cuối cùng để báo thù. Tôi lại cấp tốc bay thật nhanh quay trở lại nơi mà con bạch hổ đang lộng hành. Và cuối cùng tôi đã chạm mặt với nó. Cái gì vậy nè? Lại thêm một con rồng nữa à? Tao nhìn thấy rồng là tao thấy ghét rồi. Tao sẽ cho chúng mày xuống địa ngục. Chết đi. Con hổ khốn kiếp đây. Lần này kẻ xuống địa ngục phải là ngươi. Mày mạnh đây, nhưng mà mày cũng giống như đồng loại của mày thôi, sẽ bị tao xé xác. Nhìn thấy cảnh loài rồng của chúng mày chết từng đứa, tao thấy thật là hạnh phúc. Thật khốn kiếp. Đúng rồi, những con rồng cái bị tao mổ bụng ăn hết nội tạng luôn, thật là đã quá đi. Ta không nhịn ngươi được nữa rồi, ta sẽ liều mạng này chết chung với ngươi. Hả? À, ngươi làm gì vậy? Ngươi cắn chỗ nào vậy? À, ngươi đang cắn vào hậu môn ta, định gãy ngứa ta. Chết tiệt, hắn không giống như rùa hiền vô, hậu môn không phải là điểm yếu của hắn. Hả? Trái ớt của hắn, mình sẽ cắn vào đó thử. Dài! Hả? À, con rồng chết tiệt đi, con thả trái ớt tao ra. Đau quá, đau quá. Cuối cùng mình đã báo thù được rồi. Giờ thì mình lại tiếp tục kế thừa ý chí của gia đình mình, bay khắp khu rừng này và bảo vệ những sinh vật vô tội. Vâng, đến đây cũng là toàn bộ nội dung. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chật quá, chật quá. Mình muốn ra ngoài, mình muốn ra ngoài. Dễ chịu quá, dễ chịu quá. Hả? Sao lại có nhiều xác chết ở đây chứ? Đây rõ ràng là đồng loại của mình mà. Đây, đây, tính gì đi, tính gì đi. Sao có một mình tôi sống sót thế này? Chạy đi, chạy nhanh đi. Kẻ thù của chúng ta còn ở đây đó. Chạy nhanh đi. Hả? Nhưng mà chúng ta làm gì để kẻ thù tan xác hết thế này? À đúng rồi, chúng ta là loài gì vậy? Chúng ta là loài, là loài. Không, không. Chào các bạn, tôi từ trong một cái trứng vừa mới nở ra thôi, tôi thấy bầy loài của mình đều bị xé xác, đều bị ăn thịt và chết hết. Tôi cũng không biết mình là loài gì nữa, nhưng trong đầu của tôi luôn phải chạy, luôn phải trốn để giữ cái dòng máu cuối cùng của loài mình. Ủa, khoan, thứ gì mà thơm dữ vậy? À, phía trước là những cái viên gì đó. Trời đất ơi, trông thật hấp dẫn. Ngon quá, ngon quá. Đằng kia còn nữa kìa. Ngon quá,
ngon quá. Công nhận, vừa mới chào đời, đây là những cái viên mà tôi ăn cảm thấy ngon nhất. Hả? Sao tôi cảm thấy có gì đó hơi đau đau trong bụng thế này? Nhưng mà tôi thèm ăn thứ này quá. Bên kia còn rất nhiều nữa kìa. Mặc kệ, không biết còn sống được ngày nào, nhưng mà phải ăn cho nó đã cái đã. Tôi cũng say mê nhai những cái thứ kỳ lạ này vào trong bụng của mình. Càng ăn thì càng ngon, nhưng đổi lại bụng tôi càng cồn cào. Cho đến khi tôi ăn thêm vài viên nữa thì bụng tôi đã chịu không nổi. Mắt tôi bắt đầu lờ mờ, tối dần, và kết quả tôi đã ngất xỉu. Đi, dậy đi, dậy đi. Cái người là ai? Cái người muốn gì? Bọn ta là sói khổng lồ. Ngươi là con mồi đã trúng thuốc mê của bọn ta. Nào, chuẩn bị để cho bọn ta xé xác nào. Nhưng mà trước khi giết tôi, hãy cho tôi biết tôi là loài nào được không? Được thôi. Các người nhìn nó thử, nó là loài nào vậy? Sao chưa thấy bao giờ vậy? Tôi cũng chưa thấy bao giờ. Hay là nó bị bệnh đau nên nhìn nó không giống bình thường? Không phải đâu. Tôi không có bị bệnh gì hết á. Tôi hoàn toàn bình thường. Lúc tôi vừa mới nở ra, dòng loại của tôi đã bị thứ gì đó giết chết hết rồi. Họ còn bảo tôi chạy đi, giữ lại giọt máu cuối cùng của dòng loại tôi. Trời đất ơi, thật là tội nghiệp quá à. Là một sinh vật lẻ loi. Thôi, hôm nay rằm, chúng ta ăn chay bữa đi, tha cho nó vậy. Được rồi, đi đi, sinh vật kỳ lạ kia. Cảm ơn. Đói bụng quá. Hả? Tôi đói bụng quá. Sao không đi đi? Các người có thứ gì đó cho tôi ăn không? Tôi đói mấy ngày rồi, tôi chịu không nổi. Hả? Bọn ta tha mạng cho ngươi là quá đủ rồi. Ngươi còn đòi hỏi đồ ăn từ bọn ta nữa à? Thôi, đừng có nhóm. Lại đây sinh vật kỳ lạ màu vàng kia. Hãy bú sữa của ta nè. Ta còn một ít sữa dự trữ sẽ giúp ngươi qua cơn đói. Cảm ơn sói cái. Cảm ơn bà. Bà thật là tốt bụng. Tôi chúc cho gia đình bà 100 năm hạnh phúc, mau đẻ thật nhiều con cái, kiếm thật nhiều thức ăn. Được rồi, đừng có lẻo mép nữa, mau tập trung bú sữa đi. Tôi cũng nhanh chóng bú thật là nhiều sữa từ cơ thể của con chó sói này. Kết quả, nguồn dinh dưỡng đã giúp cho cơ thể tôi phát triển dồi dào. Người của tôi từ nhỏ bé trở nên to lớn hơn rất nhiều. Wow, người lớn rồi kìa, trông người thật đẹp. Hay là ngươi ở đây gia nhập với bầy đàn của chúng ta luôn đi. Không được. Tôi phải đi tìm hiểu tôi là loài nào và kẻ nào đã giết chết những thành viên trong dòng tộc của tôi. Này, đợi chút đã. Ngươi hãy đi về phía Tây. Nơi đó có một con rồng hắc ám nằm đầu. Nó biết tất cả mọi chuyện trên đời này. Chắc có lẽ nó sẽ biết nguồn gốc của ngươi đó. Tôi cảm ơn các ngươi rất nhiều. Một ngày nào đó tôi sẽ quay về trả mối ơn này. Thứ gì vừa mới chạy ngang vậy? Sao nó nhanh thế nhỉ? Thôi được rồi, cấp tốc nhanh chóng lên đường nào. Về hướng Tây, hy vọng sẽ hỏi được thông tin về giống loài mình và kẻ thù đã giết chết cha mẹ, anh chị em cùng với ông bà hàng xóm của mình. Này, anh bạn rồng núi, anh bạn chạy đi đâu thế? Có phải là đi tìm kẻ thù của anh bạn không? Cái gì? Ngươi gọi ta là rồng núi? Ngươi biết về giống loài ta hay sao? Ta biết chứ. Ta còn biết cả kẻ thù đã giết chết giống loài của anh bạn nữa. Nói cho ta biết. Là kẻ nào? Là ta đây. Ta thấy ghét giống loài của ngươi. Ta tàn sát hết. Chết tiệt. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Bởi vì ta là kỳ lân hắc ám. Ta phải cần máu tươi của các ngươi và các sinh vật ở đây để giúp sức mạnh của ta gia tăng thêm. Thật không ngờ ta lại gặp thêm một con rồng núi cuối cùng ở đây. Được rồi, ta sẽ tiễn ngươi xuống gặp ông bà của ngươi luôn.
Không được, ta sẽ không để cho ngươi tội nguyện đâu. Ta sẽ bỏ chạy, ta sẽ giữ lại giọt máu, ta sẽ chờ ngày báo thù ngươi. Mình phải sống, mình phải sống. Tôi cũng đâm đầu chạy vào trong rừng sâu, vượt qua ngọn đồi núi và thoát đi sự đuổi theo của con kỳ lân hắc ám đó. Đi một hồi, tôi lại bắt gặp một sinh vật to lớn, có 5 cái đầu và màu đen dữ tợn. Hả? Không lẽ đó chính là rồng hắc ám? Hay quá, phải tới đó hỏi thông tin thôi. Con rồng núi kia, người tới đây làm gì? Mà khuất cho khác đi. Hả? Hay quá, mụ ta vừa mới gặp mình đã biết mình là rồng núi rồi. Này, này, tôi vừa mới thẻ ra, thấy giống loài của mình bị giết sạch. Có phải là kỳ lân hắc ám đã làm chuyện này không? Ê, người biết rồi, còn hỏi ta làm gì nữa? Đúng như vậy đó, mau khuất cho khác đi, trước khi ta nổi giận. Hả? Vậy, vậy đó là sự thật rồi. Tôi rồng hắc ám, có cách nào để tôi có thể trả mối thù này không? Tôi sẽ chấp nhận mọi cái giá. Ta không biết, ta không có ngu gì mà dính vào mấy cái chuyện rắc rối ăn oán này đâu. Mau đi đi, cái tên kỳ lân hắc ám đã hăng dữ lắm. Ta muốn sống yên bình ở nơi đây, ngươi tìm người khác giúp đi. Tôi biết đi tìm ai chứ. Chắc chắn bà sẽ có cách. Làm ơn đi, tôi thề sau này tôi sẽ về trà toilet cho bà suốt đời. Không cần. À đúng rồi, tôi sẽ liều cái mạng này đi kiếm chồng cho bà, kiếm cho bà con rồng 6 muối đẹp trai. Ngươi làm giống như là ta mê trai vậy. Ta cao sang quý phái, trai nó theo đuổi ta còn không kịp nữa kìa. Nhưng mà nếu ngươi có ngỏ ý như vậy, ta tạm thời chấp nhận đó. Nhưng tuyệt đối ngươi không đừng nói với ai khác là ta giúp ngươi, nghe chưa? Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Bây giờ phải làm sao để tôi có thể báo thù đây? Làm ơn giúp tôi. Loài rồng núi của ngươi có một sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Chỉ cần kích hoạt sức mạnh đó, ngươi sẽ thay đổi hình dạng, trở nên mạnh hơn, siêu cấp hơn, ngầu hơn. Hãy đứng im để ta bắt đầu kích hoạt cái hình dạng đó cho ngươi. Thay đổi rồi, thay đổi rồi. Cảm ơn, cảm ơn rồng hắc ám. Đẹp quá, đẹp quá. Được rồi, hãy đi đi, đừng bao giờ quay lại chỗ này. Ta và ngươi không quen biết gì nhau đâu. Nhưng mà tôi còn phải đền đáp công ơn giúp đỡ của bà nữa. Tôi còn phải đi tìm trồng 6 muối về cho bà lấy làm chồng. Không cần đâu, ngươi mau đi khỏi nơi đây đi. Ta với ngươi không quen biết, ta không hề giúp đỡ ngươi gì cả. Mau đi đi. Thật quái lạ, tôi không hiểu tại sao rồng hắc ám 5 đầu cứ đuổi tôi đi, mặc dù vừa mới giúp đỡ tôi. Thôi, bây giờ tôi sẽ nhanh chóng lên đường đi tìm con kỳ lân hắc ám đó và báo thù nó. Phải giết chết nó để rửa mối hận cho gia đình tôi. Hả? Nó đằng kia kìa. Hay lắm, đến lúc rồi. Tôi sẽ dùng sức mạnh mới cho cái cơ thể đặc biệt đẹp lạ lùng này để xé xác con kỳ lân hắc ám đó, khiến cho nó phải đau đớn, khiến cho nó phải hối lỗi. Hả? Cái thứ gì nữa đây? Muốn nạp mạng hay sao mà dám tới nơi đây? Chết tiệt, đồ khốn kiếp. Ngươi không nhớ ta hay sao? Ta là con rồng núi ngươi định giết mấy ngày hôm trước đây. Hôm nay ta tới đây để thanh toán món nợ mới lẫn cũ. Ồ, thì ra là ngươi. Hả? Nhưng tại sao ngươi lại thay đổi hình dạng, trông mạnh hơn và đẹp hơn thế kia? Là vì có người giúp ta. Là ta hứa với người đó ta không nói ra đâu. Là con rồng hắc ám 5 đầu phía sau núi đằng kia đúng không? Sao ngươi biết? Cái thứ khốn kiếp đó, nước sông dám phạm nước giếng à? Còn ngươi nữa, con rồng núi kia, ngươi còn xanh và non lắm. Chết đi. Đau quá, đau quá. Mình chỉ bị thương thôi, mình chưa chết. Khốn kiếp, mình không giết được con kỳ lân hắc ám đó. Không được, mình phải quay trở lại chỗ rồng 5 đầu, cầu xin bà ấy giúp mình mạnh thêm nữa để báo thù. Rồng hắc ám 5 đầu, bà bị gì vậy?
ngươi là rồng núi. Ta đã dặn ngươi đừng nói cho ai biết ta giúp đỡ ngươi mà. Nhưng mà thôi, không, bỏ qua đi. Không, coi như đây là số mạng của ta. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Có phải là Kỳ Lân Hắc Ám đã làm hại bà đúng không? Tôi sẽ đi xé xác nó, tôi sẽ đi liều cái mạng này. Dừng lại đi, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Đúng rồi, lời rồng núi của ngươi vẫn chưa đạt được sức mạnh tối đa đâu. Mau, mau ăn lấy thịt của ta. Máu của ta sẽ giúp trái tim của ngươi rực lửa. Người của ngươi sẽ bộc phát sức mạnh vô biên. Nhanh lên đi, nhanh lên đi. Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ báo mối thù này, báo thù cho bà, báo thù cho tôi và dòng lại của tôi. Thế là nhờ sự giúp đỡ của rồng hắc ám năm đầu, tôi cuối cùng cũng đã trở thành một sinh vật truyền thuyết, một con rồng núi thật thụ. Trong tôi thật là tuyệt vời, thật là ngầu. Đến lúc rồi các bạn à, phải cho kẻ tàn độc chiên đi giết những sinh vật khác nếm mùi đau khổ. Nó phía trước kia. Hả? Cái gì thế đây? Ngươi lại là ai đâu đây? Hả? Không lẽ là ngươi rồng núi? Ngươi cũng khá tinh mắt đó, bất ngờ lắm đúng không? Bởi vì tội ác của ngươi chồng chất nên ông trời đã giúp cho ta có cơ hội thay đổi như thế này đây. Đến lúc ngươi phải đền tội rồi, Kỳ Lân Hắc Ám à. Ta là chúa tể muôn loài, không có thứ gì giết được ta. Ta muốn các ngươi chết thì các ngươi phải chết, các ngươi không có quyền phải kháng lại. Vậy thì hôm nay ta cho ngươi thấy thế nào là công lý, thế nào là chính nghĩa. Ngươi đừng nghĩ ngươi mạnh thì không có ai mạnh hơn ngươi. Chết đi, tôi đập ác bẩn thiếu. Cuối cùng tôi đã báo thù được. Và thật không ngờ tôi đã trở thành một sinh vật huyền thoại truyền thuyết thế này đây. Ra rồi, cuối cùng mình đã loại bỏ cái thứ nghiệp chủng này khỏi cơ thể của mình rồi. Đến lúc mình phải đi thanh tẩy cái cơ thể dơ dãy của mình để tạ lỗi với chồng con của mình, tạ lỗi với đồng loại của mình. Dòng nước này sẽ làm cơ thể của mình sạch sẽ trước khi mình xuống suối vàng. Mình muốn ra ngoài, bên trong đây chật quá. Thoải mái quá. Ở ngoài này thật đẹp. Ủa, sao không có ai thế này? Mẹ mình đâu rồi? Cha mình đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ ơi. Ông lẽ mình chỉ là sản phẩm vui chơi nên bị bỏ rơi thế này hay sao? Đằng kia có sinh vật gì đó. Không lẽ đây là mẹ mình? Mẹ ơi, mẹ ơi. Ủa, sao không trả lời gì hết vậy? Rốt cuộc gia đình của mình ở đâu? Quê hương của mình ở đâu? Còn đồng loại của mình nữa. Phải đi tìm. Chào các bạn, tôi hôm nay cũng không biết mình là sinh vật gì nữa. Tôi vừa mới nở ra từ một cái trứng thôi thì đã thấy người của mình sần sùi đầy đá. Nhưng hình dạng của tôi rất quái lạ, chẳng giống con nào cả. Sau đó tôi cũng đã chạy khắp nơi tìm kiếm đồng loại người thân của mình, nhưng toàn gặp kẻ thù muốn xé xác tôi không. Đừng giết chúng tôi. Chúng tôi vì kiếm thức ăn nên mới tấn công ngài thôi. Làm ơn tha cho chúng tôi đi. Vậy thì các ngươi hãy cho tôi biết, ta là loài sinh vật gì? Cha mẹ của ta là ai? Giờ họ đang ở đâu? Nhìn ngay lạ quá. Chúng tôi chưa gặp bao giờ. Chúng
tôi không biết, nhưng mà ở phía trước có những con lương thi quái khổng lồ, bọn chúng biết hết tất cả. Hãy chạy tới đó hỏi bọn chúng đi. Được rồi, được rồi. Nghe thấy có sinh vật biết hết tất cả mọi chuyện, tôi cảm thấy vô cùng hứng phấn và nhanh chóng chạy hết sức về phía trước. Lúc này xuất hiện trước mặt của tôi những con quái vật vô cùng to lớn. Ôi trời đất ơi, cái lũ thủy quái này có thể sống được trên cạn à? Thật quái lạ, trong miệng của bọn chúng còn phun ra thứ chất độc nữa. Chết tiệt. Đây, đây, dừng lại đi. Ta tới đây chỉ muốn hỏi chuyện thôi, chứ không muốn đánh đấm gì đâu. Cái gì? Lại một kẻ muốn moi thông tin bọn ta nữa à? Được, nhưng ngươi phải trả một cái giá đắt. À, nhưng ta sẽ chấp nhận. Nào, hãy cho ta biết ta là ai đi. Cha mẹ, đồng loại ta là sinh vật nào? Quê hương của ta đang ở đâu? À, nhìn ngươi thật kỳ lạ, ta chưa xác định được. Hãy đi ăn thật nhiều để mau lớn rồi quay lại đây, ta sẽ giải đáp. Tôi cũng nghe lời thứ thị quái đó chạy khắp mọi nơi đi kiếm thức ăn, bắt tất cả những sinh vật nào vừa cái miệng của tôi và cho vào để nhai nuốt. Tôi phải thật mau lớn, chỉ khi như vậy người của tôi nó mới trưởng thành và nó mới có hình dạng rõ ràng thì mới có thể xác định được danh tính của tôi. Từ dưới nước cho tới trên cạn, tôi gặp bất cứ xác động vật nào tôi đều nhai nuốt và ăn ngấu nghiến. Cứ như thế, vài ngày trôi qua, lượng thịt tôi nạp vào vô cùng lớn, protein, chất dinh dưỡng và chất xơ cũng như chất mỡ cũng đã được cơ thể tôi hấp thụ một cách toàn diện, khiến người của tôi mau ăn chóng lớn. No quá. Ây quá, cuối cùng mình đã lớn lên rồi, chắc có lẽ những sinh vật thủy quái đó có thể nhận biết được mình là ai. Cái gì đây? Lại là kẻ nào nữa? Là tôi đây. Sinh vật kỳ lạ hồi đó mà các ông kêu phải đi ăn thật nhiều để mau lớn, để các ông xác định lại danh tính nè. À, thì ra là ngươi. Nhìn ngươi bây giờ, một nửa thì giống thằng lằn nham thạch, một nửa thì giống loài rồng. Hả? Là sao chứ? Không lẽ ngươi là một đứa còn lại mà lũ rồng đã làm chuyện bậy bạ hợp gì một con thằng lằn nham thạch cái hay sao? Mày cứ mồm đi. Không phải đâu. Tôi không có sức thân như vậy. Tôi không muốn như vậy. Đó là chuyện của ngươi. Bọn ta đã cho ngươi biết thông tin rồi. Đến lúc ngươi phải trả một cái giá đắt, đó là làm thức ăn cho bọn ta. Không. Các người phải nói rõ hơn cho ta. Cha mẹ ta có phải là yêu nhau rồi đẻ ra ta hay không? Có thể là họ khác loài, nhưng chắc chắn ta là một sản phẩm tình yêu tuyệt đẹp, chứ không phải là một nghiệp chủng như các ngươi đời. Cái thứ chết tiệt này, bọn ta đã nói sự thật với ngươi rồi. Và lại, lũ rồng là loài vô cùng độc ác, bọn chúng có biết yêu thương ai bao giờ đâu. Thậm chí bọn chúng còn ăn thịt trẻ con với sợm bà già nữa kìa. Không, cái người đang nói dối. Chết tiệt, sao mày dám giết động lạ của tao? Chết xa tao ra. Mày định làm gì? Tao nói toàn bộ sự thật với mày rồi. Tao không ăn thịt mày nữa, mày hãy mau cút đi. Sau khi nghe được thông tin từ lũ thủy quái về danh tính của tôi không thể nào chấp nhận được. Lũ thủy quái này còn muốn biến tôi thành con mồi thức ăn của bọn chúng nữa. Nhưng tôi đã điên tiết, chống trả. Sức mạnh phi thường từ cái cơ thể kỳ lạ này cũng đã giúp tôi đánh trọng thương hết lũ thủy quái. Bọn chúng bắt đầu quan sinh cầu lại tôi, thậm chí còn nói tôi chỗ ở của loài rồng để tôi đi xác minh sự thật bọn chúng nói đúng hay không. Thế là tôi cũng đã cấp tốc lên đường hướng về quê hương của loài rồng. Đau quá, có ai cứu tôi không? Hả? Sinh vật gì đây? Không lẽ đây là rồng hay sao? Này, ngươi có phải là rồng hay không? Phải. Làm ơn cứu tôi. Tôi bị kẻ xấu tấn công lén làm hại, gãy hết cả xương vai rồi. Sao mình trông loài rồng hiền lành thế này, vậy mà cái lũ thủy quái kia nói loài rồng bẩn thỉu đê tiện lắm.
Được rồi, ta sẽ giúp đỡ ngươi, băng bó giúp ngươi. Cảm ơn, cảm ơn. Tiến sát lại gần tôi hơn đi. Gần cái miệng của tôi đi nè. Hả? Ta sẽ xé xác mày. Mày mất bẫy rồi. Không, không thể nào, không thể nào. Loài rồng các ngươi, loài rồng các ngươi. Bọn ta thì sao nào? Loài rồng của chúng ta ai cũng như thế đó. Bọn ta chỉ quan tâm thức ăn ngon, gái đẹp, một cuộc sống thoải mái. Còn lại những thứ khác không quan trọng. Khốn kiếp, những cái thứ bẩn thỉu như các ngươi. Chết đi. Không, không, chắc chắn cha của mình là một con rồng tốt, không thể nào giống như bọn xấu xa này. Mình phải tìm ra sự thật, phải chứng minh điều đó là đúng. Này, các người chuẩn bị thức ăn tới đâu rồi? Sắp tới chúng ta sẽ mở rộng bờ cõi, xâm lấn phạm vi của loài voi ma mút dữ tợn. Thưa chúa ta, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Thậm chí chúng tôi còn bắt thêm vài sinh vật cái xinh đẹp lắm. Lát nữa cho ngài vài em đến ngày thưởng thức nha. Cái lũ rồng chết tiệt đi. Dừng lại, các ngươi hãy thả những sinh vật cái khác loài ra. Bọn họ có gia đình, có bạn bè, chồng con bọn họ. Tại sao các ngươi lại làm điều xâm bậy mất đạo đức như thế? À, cái thứ gì đây? Sao nhìn vừa lạ vừa quen thế này? Ta nói cho ngươi biết, công lý chính nghĩa bọn ta chỉ là rác rưởi. Bọn ta mạnh, bọn ta thích làm gì thì làm. Đúng rồi đó, cuộc sống của bọn ta vui vẻ lắm. Nhìn ngươi cũng khá giống loài rồng bọn ta. Hay là đi theo bọn ta đi, rồi bọn ta sẽ phát cho ngươi một con thằn lằn lửa cái, để ngươi ăn chơi qua đường cho nó sướng. Wow. Cấp mồm, lũ bẩn thiếu đi. Ta sẽ liều mạng giết hết các ngươi. Chết tiệt, cái thứ ngu ngốc này. Đâu mà không muốn uống, muốn uống rượu phạt hay sao? Nào anh em, xé xác nó đi. Tôi vô cùng căm phẫn trước những lý lẽ và cách sống của những con rồng tại nơi đây. Đặc biệt là khi bọn chúng nhắc tới sinh vật thằn lằn lửa cái, tức là giống như loài của mẹ tôi trước đây, khiến tôi không còn kiềm chế được nữa. Tôi lao vào lũ rồng này và cắn xé với bọn chúng, tưởng rằng một mình tôi chắc chắn sẽ bị lũ rồng này thiêu đốt. Nhưng không các bạn à, lớp da sừng chắc chắn của tôi giúp tôi kháng lại ngọn lửa của bọn chúng. Và thậm chí tôi có thể dùng chân của mình để tạo ra ngọn lửa riêng của tôi, đốt cháy ngược lại lũ rồng. Trời đất ơi, cơ thể tôi sau khi ăn thịt lũ rồng lại phát triển thêm nữa. Cái gì thế kia? Người không lẽ là một con thằn lằn nham thạch loài rồng à? Đúng vậy. Và bây giờ ta sẽ kết thúc tình chúa tể rồng bẩn thỉu như ngươi. Nhìn đôi cánh của ngươi thật giống như ta đó. Không lẽ ngươi là con trai của ta hay sao? Cảm ơn. Ta không có tình cha bẩn thỉu như ngươi. Ta nhớ không nhầm, mấy năm về trước ta đã làm chuyện 30+ với một con thằn lằn nham thạch cái đã có chồng. Thật là đã. Không lẽ nó đã mang thai và đẻ ra sinh vật lai như ngươi hay sao? Nếu sự thật là như vậy, ta cũng không nhận ngươi làm cha đâu. Thậm chí ta sẽ thay mặt cho chính nghĩa công lý, tiêu diệt loài bắn thiểu rồng như các ngươi. Ồ, thế à? Nào con trai, hãy cùng ta xây dựng một đế chế rồng hắc ám đạo. Cùng ta đi săn mồi, cùng ta sống sung sướng. Chết đi. Ngươi đừng hòng đầu độc ta bằng những cái thứ bẩn thỉu đó. Ta không cần. Từ nay ta sẽ xây dựng một đế chế rồng mới, đẩy lùi những thứ hắc ám xấu xa như các ngươi. Chết tiệt, cái thứ còn bất hiếu đây, ngươi dám giết cha của ngươi luôn à? Nhưng ngươi tưởng ngươi có thể chống lại ta hay sao? Ngươi có biết ta đã chinh chiến bao lâu rồi không?
Ta nói cho ngươi biết, công lý mãi mãi chiến thắng. Ta trẻ hơn ngươi, ta khỏe hơn ngươi. Chết đi. Được rồi, mọi chuyện đã kết thúc. Giờ tôi sẽ bay khắp mọi nơi, xây dựng một đế chế mới cho mình. Đế chế chính nghĩa, công lý. Gặp sinh vật nào tà ác bẩn thỉu, tôi sẽ xóa sổ nó.